Chào anh em, mình là Tường Barber. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em về kiểu tóc quick, tóc ngắn quick, quick. Thì với cái khuôn mặt này thì mình sẽ cắt vết trắng hai bên lên, vết cao lên cho cậu. Để mà tóc nó đều và mịn hơn thì các bạn nên hướng cho khách xả trước để cắt thì nó sẽ đẹp hơn. Tóc mọc ra khá dài, chắc khoảng tầm tóc đi. Như thường lệ thì mình tóc nào mà dài quá thì mình dùng 4 ly để mình cắt bớt, sau đó mình phết nó sẽ dễ hơn. Tóc bình thường nếu mà để cắt đẹp thì tầm khoảng 15 đến 20 hôm cắt một lần thì rất là đẹp. Như cậu này cậu để tháng tháng rưỡi rồi thì tóc nó hơi dài thì mình dùng 4 ly đi để mình cắt bớt đi, sau đó mình phết nó sẽ dễ dàng hơn. Cũng có rất nhiều bạn để rậm như này phết luôn thì thực ra nó cũng được thôi, nhưng mà có điều mình trông nó hơi, nếu mà nhìn vào thì trông nó hơi lôi thôi, với lại mình cảm thấy nó hơi khó khó trong cái thời lúc mình làm việc, trông nó hơi khó khăn. Khi mình đẩy 4 ly xong thì mình dùng lược mình kê kê cái phần tóc bên trên, phần sai bên trên đi cho nó thẳng lên một chút. Mình sử dụng lược ở đây đấy là lược KH, lược bản to chất liệu cứng. Sau khi mua về thì mình có mài cái răng nó nhọn lên một chút rất là sống tóc, và mình cắt cái bản to này mình đặt tông vào mình cắt nó rất là mịn. Nói chung là lược này khá ok, tại vì mình trước mình có dùng một số lược dạng như kiểu lược nó vẫn là chất lượng nhựa cứng nhưng mà mình đặt ở dưới Hà Tây, nhưng mà mình cắt một thời gian thì nó hay bị gãy, chất liệu kém nên là hay bị gãy, nên là mình tìm ra được cái loại này cắt rất là tốt. Tiếp theo mình dùng cữ 3 ly. Dùng 3 ly để đẩy đường tiếp theo các bạn ạ. 3 ly xong mình dùng 1,5. Xong mình mở lưỡi. Xong bắt đầu mình đi đường sát nhất. Ở đây là mình phết ngược lại từ 4,5 cho đến 3, 1,5 cho đến 0. Mình sẽ làm nó cũng ngược lại. Thời gian này mình cũng hơi bận với học viên nên là không ra clip nhiều hơn lúc trước nữa, tại vì đợt này mình rất là bận, phải lúc nào thực sự có thời gian rảnh thì mình mới làm clip chia sẻ cho anh em được. Anh em nếu mà muốn mình chia sẻ về một cái gì đấy thì anh em comment cho mình sẽ cố gắng sắp xếp sớm nhất để chia sẻ cho anh em. Tiếp theo mình dùng 1,5 để mình đẩy tiếp theo. Nhiều bạn hỏi mình là đẩy cái đường 1,5 và cái đường 3 ly khi mà mình đi gọi là đi khung đi thì có mở lưỡi hay không. Thì khi mà đi khung thì không mở lưỡi các bạn ạ, lưỡi vẫn đóng đấy, trừ khi khi mình phá bờ phá ngấn thì mình mới mở lưỡi xuống một chút. Nếu mà phết như thế này thì những anh em làm người lâu rồi và phết quen rồi thì thực ra nhìn là biết luôn. Còn những anh em mới vào nghề có thể là nhìn chưa hiểu, một số chỗ chưa hiểu thì anh em cứ comment cho mình sẽ trả lời chi tiết cho anh em.
Mình đi 1,5 xong là mình kế nược luôn, kế nược phần trên cho nó đều màu lại hơn một chút nữa. Thì cái đoạn này mình xin phép được tua nhanh để cho đỡ tốn thời gian của anh em. Cái kế lược này thì cũng có một số bạn yêu cầu mình cắt kế lược, thì mình cũng có quay clip rồi nhưng mà chưa có thời gian làm. Mình sẽ cố gắng làm nhanh nhất để đăng chia sẻ cho anh em. Các bạn nhớ là những cái form đầu của khách mà cái chỗ nào mà nó bị hơi hóp ấy, xương đầu hơi hóp thì các bạn phá mờ đi một chút, tạo ứng thì các bạn hơi nghiêng cái góc lưỡi đấy, sử dụng cái góc góc lưỡi nghiêng đi thì phá nó dễ hơn. Mình bỏ cữ mở lưỡi các bạn, bỏ cữ mở lưỡi đi đường ở dưới sát nhất để lát mình cạm luôn, mở lưỡi đi sát nhất. Nhớ là cái đường dưới này phải đi sát nhất cho các bạn. Sát nhất thì khi mình cạo mình không để lại ngấn nhiều. Mình dùng cái tông bấm viền detainer mình đi sát nhất cái đường dưới này luôn. Sau khi đi sát nhất rồi thì mình sẽ kê nược để đánh đường thẳng. Kê nược để lấy đường thẳng. Mình không biết là anh em có lấy đường thẳng như mình không? Lấy đường thẳng các góc. Mình thường thường thì hay lấy đường thẳng kiểu này và mình xoay một vòng từ trái sang phải, thì mình cắt như thế khi mà khách người ta ra về mình hoàn thành một sản phẩm thì người ta ra về mình nhìn xung quanh thì chỗ nào nó cũng đều nhau, nó không bị thừa ra. Có một số bạn mới vào nghề cắt thì cái phần gáy hơi bị loe, nếu mà không để ý thì mình có thể xoay sang bên trái thì nó hơi thừa, hơi loe phần gáy, thì anh em lưu ý chỗ đấy, chỗ mình đang là này. Nếu mà anh em không là thẳng chỗ này thì anh em hơi nghiêng về góc này thì cái phần gáy nó sẽ bị loe ra, chứ nó không thẳng. Đấy anh em nhìn nhá, mình là mình trông nó hơi loe, mình là thẳng một chút.
Sau khi mình kê lấy đường thẳng xong, mình sẽ bôi bọt cạo luôn phần tóc phía dưới. Cạo cái này nó đỡ ngắn thì các bạn nghiêng dao đi. Nhìn sát được ra đâu. Mình chia sẻ những clip này với hy vọng mong muốn anh em sẽ phát triển hơn, giúp cho những anh em yếu mới vào nghề có thêm một cái cách làm mới, hoặc là học hỏi được một cái điều gì đó từ clip của mình. Mình cảm ơn hơn 5.000 anh em đã đăng ký kênh của mình và luôn theo dõi ủng hộ mình. Nếu anh em cần hướng dẫn về một chia sẻ về một vấn đề gì đó về Nam, mình sẵn sàng chia sẻ. Anh em cứ comment với mình, sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể để chia sẻ đến cho anh em, với mong muốn ngành công nam ở Việt Nam sẽ phát triển hơn rất nhiều. Cảm ơn tất cả anh em đã luôn theo dõi kênh của mình. Hẹn anh em ở những tác phẩm tiếp theo.